phản xạ âm thanh. Chào các bạn. Các bạn đang nhìn thấy bé Mai vỗ tay. Âm thanh phát ra từ hai tay đập vào nhau. Đây chính là vị trí của nguồn âm thanh. Khoảng cách đứng so với bức tường là D bằng 6 mét. Âm thanh sẽ truyền trong môi trường không khí. Đây là âm thanh trực tiếp. Âm thanh đến tường chính là vật cản. Và phản xạ lại đến tai người. Đây là âm thanh phản xạ lại. Như vậy, quãng đường âm thanh đi được kể từ lúc âm thanh phát ra cho đến khi nhận được âm thanh phản xạ là S bằng 2D. Chúng ta biết rằng T bằng S trên V. T ở đây chính là thời gian chúng ta nghe được âm thanh phản xạ lại. V là vận tốc âm thanh trong môi trường không khí. Ở đây là một số cố định. Các nhà khoa học đã đo được vận tốc âm thanh trong môi trường không khí là 343 mét trên giây. Thử tính thời gian chúng ta nghe được âm thanh phản xạ nha. T bằng S trên V. Có điều thú vị ở đây. Nếu T lớn hơn hoặc bằng 1/15 giây, tương đương với 0,06666, thì người ta gọi đây là tiếng vang. Nếu T nhỏ hơn 1/15 giây, tương đương với 0,06666, thì đây là âm thanh phản xạ. Như vậy, tiếng vang là một khái niệm đặc biệt của âm thanh phản xạ mà thôi. Với kết quả tính toán trên, ta có, đây không phải là tiếng vang, nó chỉ là âm thanh phản xạ. Bài học kết thúc rồi, các bạn có câu hỏi nào không? Nếu có, hãy thử hỏi mọi người xung quanh hoặc hỏi Trạng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video khác của Trạng. Chào tạm biệt.